Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì luôn bắt kịp xu hướng với thiết kế màn hình siêu mỏng, mức giá hợp lý này, thiết kế đơn giản, vừa có thể đáp ứng được nhu cầu văn phòng mà còn lại vừa có thể đáp ứng được nhu cầu gaming, thì mẫu màn hình mới nhất đến từ LG 27MB500 sẽ là sản phẩm mà mình giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà mình thích nhất trên chiếc màn hình này chính là phần cạnh viền. Ở đây thì đối với cạnh viền như thế này thì sẽ giúp cho các bạn dễ dàng ghép 2 hay là 3 màn hình lại với nhau. Một màn hình thì các bạn có thể vừa làm việc, một màn hình các bạn có thể vừa giải trí mà vẫn cho các bạn được cảm giác xem rất là liền mạch này, không bị khó chịu bởi những đường cắt tại vì viền màn hình ở đây là viền màn hình siêu mỏng. Ngoài ra thì nếu như các bạn không có nhu cầu hoặc là chưa đủ kinh tế để mua hai chiếc màn hình thì LG cũng có giải pháp dành cho các bạn. Ở ngay trên màn hình thì LG đã cài đặt sẵn chế độ là chia màn hình. Ở chế độ này thì các bạn có thể thiết lập màn hình chia làm 2, làm 3, thậm chí là làm 4 để có thể dễ thao tác, linh hoạt và làm việc với nhiều tác vụ hơn trên chiếc màn hình của mình. Tiếp theo thì các bạn có thể điều chỉnh độ sáng này, độ tương phản của màn hình khi ấn vào phần Monitor Setting. Ở phần cài đặt này thì thay vì mở quá là nhiều ứng dụng phải ẩn xuống phía dưới và không nhìn thấy được hết nội dung, rất là dễ bị bấm nhầm, thì các bạn hoàn toàn có thể cho các ứng dụng đã mở lên ngay phần phía màn hình chính. Và khi sử dụng thì chỉ cần kéo ra này, vừa không lo bị ấn nhầm này, vừa nhìn được nội dung rất là rõ ràng. Để giảm mỏi mắt và giúp mắt thoải mái hơn thì LG cũng có thiết lập sẵn chế độ đọc sách và chế độ xem phim. Và khi thực hiện các thao tác này thì màn hình sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng tương tự phù hợp đối với mắt của các bạn khi mà các bạn nhìn. Và chế độ lọc ánh sáng xanh cũng như là chống nháy hình thì ngày càng được phổ biến trên các mẫu màn hình, và LG thì cũng không ngoại lệ. Theo mình thì đây là tiêu chí cần có và tối thiểu khi các bạn đi mua màn hình. Có thể sử dụng như là một chiếc màn hình gaming thì LG cũng cài đặt chế độ Game Mode Setting, cho phép các bạn phản ứng nhanh hơn trước đối thủ này với các chức năng giảm độ trễ như là Dynamic Action, chức năng tăng cường ánh sáng ở những chỗ tối giúp các game thủ có thể quan sát được tốt hơn đối thủ. Và ngoài ra thì có thêm chức năng thiết lập điểm ngắm bắn cố định ở chính giữa đối với những tựa game thiên về bắn súng. Được trang bị AMD FreeSync thì cũng giúp chuyển động nhanh, mượt mà trong những trò chơi có độ phân giải cao và tốc độ nhanh, chống giật hình cũng như là xé hình tối đa. Mà thế nhưng thì các bạn sẽ phải cần sử dụng cả AMD để có thể tận dụng được tốt nhất hiệu năng này. Với thiết kế đơn giản, màn hình 27 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, chất liệu được làm bằng nhựa, thế nên là LG MP500 khá là nhẹ và hơi rung một chút khi các bạn chạm vào màn hình. Thì về chất liệu hoàn thiện thì mình đánh giá ở mức tạm ổn trong tầm giá. Tuy nhiên thì có một điểm cộng, đó chính là góc nhìn rộng lên đến 178 độ thì các bạn có thể nhìn được màn hình ở mọi góc độ mà không lo hình ảnh của mình bị biến dạng. Phía dưới phần màn hình thì sẽ chứa logo của LG và có duy nhất một phím joystick để các bạn có thể cài đặt các chức năng ở trong màn hình. Cổng kết nối thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có hai cổng HDMI, một cổng nguồn, một jack tai nghe và có chuẩn VESA để các bạn có thể gắn màn hình lên bất cứ bề mặt nào mà các bạn muốn. Thì đây là một sản phẩm mới đến từ LG. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy bình luận ngay ở phía dưới cho mình, và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.